kiểu ngáo ngáo vậy mà. Chơi chơi bình thường chơi được không? Trời đồ. thiệt luôn á Hiếu. Nếu khe là thắng. Trời đồ. Trời đồ. Gì vậy nghe? Nghe đâu có nghe làm gì vậy nghe? Nghe tư thù cá nhân phải lộn. Lộn đúng. Đâu có nghĩ tư thù. Chạy vô đâu à? Lộn quá trời vậy mới gọi là. Ủa mà mày chết rồi mà mày chết là sao? Mày chết ba chứ ba mày nổ rồi sao tao với ý là tao chọi chúng mày nhưng mà đồ tao đứng gần quá tao chết luôn hiểu không? Đồ má cầm giữ lâu tí đi mẹ. Giữ sao mới chọi cho Hiếu đi mẹ. Bét luôn. Sợ quá luôn. Đó, thấy chưa? Không có Hiếu ý nghĩa mọi người vẫn cân tim được mà lo gì đi mẹ. Nó định đâu to the world. Rồi. Nó bắn tao. Hết máu là chỗ tao rồi, hết máu là chỗ tao nè. Anh luôn sẵn sàng. Tao bắn có một thằng đau rồi, thằng nào đau rồi tao cũng biết. Lại đây anh bơm máu vô luôn, máu miễn phí mà, vì gì vậy sao? Trời, cái gì lùn. Mà thằng... lầu cá sầu bị đứng rồi. Lầu quá cái lầu này nó cũng... Yeah, don't know barricade, that's one castle. Ở đó được cái hát đây mà, lo gì. Tôi nghe tiếng ở đây nè Hiếu, spot rồi đó. Ê, tao vừa mới nghe tiếng nào đục cửa đó mày. Nó chưa vô nữa, gì lâu vậy? Vô, hồi không vô nữa lâu vậy. Bên ngoài. Ủa, Bèo đang nói chuyện với Huy à? Tao đang gọi điện thoại cho nó nè. Mà là... Ôi, bên này nè. Vô luôn gọi điện thoại. Giận hờn vua. Nice. Thằng bắn mày là ai vậy? Con gì? Không, nó mày phải biết nó bắn ai bắn mày chứ con gì mới được chứ để tao biết nó chết hay sống nữa. Ủa tao tưởng mày chết rồi. Có đâu mà. Tao đâu dễ dàng chết như vậy được. Không tự thấy buồn mày vừa la cái có thằng nào nó đụng nó chết tao thử mày. Chứ này nè. Đằng sau lưng cái chỗ phòng đầu B lòng sau lưng á. Ta chết. Canh thúc dưới nha Hiếu. Giờ hơn. Trời đồ mà. Này là bắt trước spawn kill mà spawn kill không tới. Sao bên này bắn ở ta? À sao? Hiếu đánh lỗi quá.
trên nóc nhà nào đó một cây Ash trên nóc nhà đó mới spot đó. Thôi chừng á. Đừng nó ngồi đứng coi cam ngoài luôn mày. Có thằng nữa. Có tiếng đu dây, vô trong phòng rồi, vô trong phòng rồi. Ơi nó vô phòng rồi, một hàng vô phòng rồi. Slash ngay chỗ anh chết á, Còn Ash á, vừa mới nhảy xuống cái H á, Ash vừa nhảy xuống cái H. Thiệt mẹ đỉnh, cho Thảo nè. Đó đó, lộ vị trí kìa. Bên kia, dãy anh lan bên kia á. Ô, xin đâu đó, đang đụng được. Có cái gì dọc hành lang không ta? Coi chừng nha mấy em. Mấy em bắn được rồi, slash chưa vô được mẹ. Tính không là anh xử mẹ rồi con Ash rồi. Còn mỗi Ash hả? Còn thời gian, tham. Chết rồi. Spotted. Nó dưới nhà dưới. Nè, spot cho cái nè. Spotted. Thời gian. Yeah, it's going to the stairs. Body nấp. Này bom mà. Này giờ sai đi. Cái đó. Tỏ nắp B thôi. Để cái canh cái bom mới hàng kia nó đang canh ác rồi. Đù. Cái lầu. Nice. Rồi mà khoan. Rồi có bom hiếu. Sao? Cho quả ngay kia với hiếu. Đập cái hát luôn đi hết, đập cái hát luôn đi. Ai cầm đốc ở lộn, ai cầm rốt hay gì đập cái kìa. Đập cái hát đi. Hát này nè. Rốt đâu? Nó đi hướng này nè hướng. Hơi. Vô rồi. Điều của mày đi uống thông vô kìa. Không, hướng của em nè. Nào anh? Cái cửa đó anh spot đó. Bất chết rồi. Còn ai nữa không ta? Mấy bạn làm lẹ quá vậy. Hình như ngay đây có thằng nữa nè. Ủa tao chạy cứ như phi thân vậy mà. Hát chết. Ủa không, team mình không ai chết luôn. Lâu quá. Đâu rồi. Lại vô gì hiếu chết đúng lẹ luôn. Ồ nó vừa mới đập cái hát ngay đầu chỗ em vừa đi xuống kìa mẹo. Chỗ NV
mở quăng cái cam xuống kìa. Giờ anh về. Ngay đây nè. Phòng này nè. Phòng ở số đó. Ôi đồ má, trên nóc nhà điện mẹ nè. Ơ bình tĩnh, đừng đi ra ngoài. Hôn đi. Trời đồ má, bên kia cũng có, bên này cũng có, tính xong. Hôn, nó mới kêu hôn nghe cho anh coi lắc biển. Nó chạy vô phòng con tàu đó mày. Bắt đầu nó chạy vô rồi đó, cái chỗ mà cái hành lang á. Hôm nay nó bắn rồi á. Cái hành lang bên tay trái, ừ đúng rồi. Mà bên kia còn thằng nữa, thằng đó mà ập cho là tao chết. Kêu bình tĩnh đi, anh canh bên này vô. Có thằng ở đây à. Cái đâu chết chưa, cái thằng trong cái phòng nó chết chưa? Im. Nghe tiếng bên trái mày, nghe tiếng trên lầu. Vô rồi, nó vô. Nice. Đó. Mình nào á, không biết. Nghe tiếng mình cầu thang của em á. Nếu bắn từ cầu thang này vô nè. Đây nè. Bên kia nè. Nó mới nổ cái tường nè, tường giáp á Nghĩa. Tường giáp của con đó, ừ đúng rồi đó. Chết nè Nghĩa. Không, chửi vô. Đó ngoài á. Chửi vô, em đang canh nãy giờ, chửi vô. Nó ở ngoài. Tức anh thấy nó rồi, tức là nó bắn ngay chỗ bên ngoài này nè. Anh nghe tiếng cầu thang này nè. Chơi my game mà. Nghe tiếng nè. Ở đâu? Bên này phải không? Đi bộ. Đang ngồi. Xong. Nó sao nghe thấy được hai tiếng đập. À thấy. Nó giờ feel trong này đã luôn á. Ừ. Đúng quá, feel đủ kiểu luôn. Mình thích cho mình tới luôn thôi. Má tới hù luôn. Đã không. Ê, ai bắn vậy? Nó phải mình. Trời cái trời. Gì không mấy ai bắn là đến phải mình đúng không? Bedroom có nha. Bedroom một thằng. Không nghĩa. Cho đánh bia không nghĩa. Nhớ chạy vô luôn. Quá trễ qua, đã quá trễ rồi. Mày mà bị chết đó mày cũng biết luôn ba. Đụng nó đánh răng mới khổ rồi ba, mày mà
Nguyên đám hướng lên cái kích mày cái đủ mày ăn 35 phút thì mày đúng sạm luôn á. Đồ mo, đồ mo. Má đánh thật chờ. Kiểu như nếu mà mày đánh răng á mà nếu mà nó kích mày tao không nghĩ là nó nên cho mày ăn ban 15 phút. Kiểu như cho mày đánh tiếp thì còn được chứ tự nhiên đồng đội kích mày cái tự nhiên mày ăn ban 15 phút, để hiểu. Đồ má. Anh thấy level 3 cầm ad là anh thấy tí trong ad. Ad ơi em hãy đi cẩn thận nha. Anh rất là nhớ em. Thì mẹ giờ tao phải cầm sled. Nào nào, kiếm gõ cho mặt coi. Đủ quá ghê vậy bộ. Đủ ba đó chó bé bé. Ủa kỳ vậy? Wow. À bandit. Thằng kia tao thấy, tao tưởng tao bắn tao tưởng tao bắn VG mà tao nhớ là VG làm biết cái bom mà sao chọn được mẹ ta. Tao cái gì? Tao cái gì? Má không không, lộn người, sorry em yêu. Fuck. Vô đặt bom luôn nè. Má bọc vãi. Má lẹ gì vậy? Má hết nó lò. Tại hôm bữa tao nhớ ủa con tách con UC88 tao tính mua á là nó mày hình thường nó chứ không có công. Ủa basement hay gì rồi, nó basement hay gì rồi. Nó nói là mày hình kiểu như mày hình 219 đó, là mày hình 169 đó chứ mày 219. À thôi cái đó hình như còn không, một có một dạng nữa, có một dạng cũng cái kiểu giống như mày nói á mà thẳng, nhưng mà cái dạng tao mua là cọc mà. À mua hai con quá con kia để chơi game. Ủa nó chạy đâu rồi, không thấy luôn rồi. Chạy vô rồi. Này thì more spawn kill. Ủa? Không phải. Ủa, bắn lộn nữa hả? Lộn nữa rồi ba. Anh vô sai nó luôn rồi nè. Để hai con Aesop con Aesop để rồi đọc báo cái cửa đồ. Camera nè, camera spot cho cái nhẹ. Ờ sát trời, sát trời, đụng cái tường sát trời. Trời ơi. Vô đậu. Tao hết drone mà hết tùm lum thứ rồi ba. Gì rồi đâu, bandit đâu. Ơ điện mẹ. Ủa điện. Vãi. Phải lồn bom nổ chậm rồi. Mày chưa thấy đâu ba. Phá một cảnh tượng hải. Một cảnh tượng hải hùng. Tôi lội, tôi bắn qua. Nó rồi. Đôi trong tin chạy mẹ luôn. Vui lắm ba. Mày cái cửa đối diện tao ba, con ass mày chạy vô. tao đang đặt cái vít chặt á. Để ass chạy vô nổ cái đùng cái đụng dính 7 cấp cam chết. Có hả? Trên trăng nha. Cái gì phụ nào? Cái nào vậy đó? Rõ ràng là nghe tiếng mà. Hiểu phê quá. Sợ ta nó xì hoài vậy ta. Cái bị lỏ mũi anh nó bị ngu. Bê muốn ăn viên đậu không Bêu? Nó sự thật rồi ba. Má nãy anh ăn bom chưa đã sao?
thì tôi uống một viên vào đầu. Ôi, hai thằng cầu thang phụ nè. Ba đồng cầu thang phụ là cầu thang nào? Cầu thang đuôi á, cầu thang đuôi á. Cầu thang đuôi rồi, biết rồi, biết rồi. Cái chỗ này tao chết à, rồi. Đợi, má phải đợi thêm chút nữa là quất luôn con khít được rồi. Đừng đi, nó kè mẹ đi. Đợi nó vô. Chết, chết vô nè. Chết bị phá vậy ta. Hibana còn 50 giọt à. Hỏi thằng kia đó, nó có tướng rồi bạn, chứ nó không có nồng quá. Hibana có nồng. Không, ý anh nói con Valkyrie á. Valkyrie bên mình á. Quá lột mới bơm máu cho nó thì mẹ. Thì mẹ nó vô rồi ha. Sao nó bắn được hay vậy? Hình như Cường vô chơi nó kìa. Ôi tao tưởng nó đi ngủ rồi chứ. Nó mẹ nó không đi nữa. Đủ má. Mày thấy nó quăng cái cam đổ áo lòi lắm ba. Nó quăng cam đi. Thấy rồi. Vãi đái thiệt. Đồ ghê vậy. Bắn bò luôn. Đây đang còn cam. Ngay chỗ này chắc được ngay. Anh gắn chuyện hẳn cái siêu đây rồi mà. Ngon.